mãn nguyện. Và sau đó vào tối hôm qua vào lúc 6 giờ 30 thì chương trình ca nhạc tưởng niệm hát cho linh hồn của Giuse Hoàng Đức Quý nghe cũng khá là trôi chảy và không có bất cứ một sự kiện gì đáng tiếc xảy ra. Và hôm nay các bạn nhìn thấy trong những người khách đưa tiễn Hoàng Đức Quý có anh Ngô Tuấn Kiệt từ San Jose và các đệ tử và rất là đông. Dạ, cảm ơn anh, chào anh, welcome anh. Nhận được cái thông tin này thì anh và các đệ tử từ San Jose cũng đã lập tức xuống đây để đưa tiễn Hoàng Đức Quý đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sáu sẽ là nghi thức hạ huyệt nhé. Dạ. Xong được khi thức xong nghi thức hạ huyệt rồi thì bắt đầu mình sẽ đến cái phần mà chúng ta release những con chim bồ câu và lúc đó mình sẽ bắt đầu cái chương trình kế tiếp nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiến lại gần để chúng ta cùng hát, cùng cầu xin Chúa Thánh Thần nhưng tiến mất và cũng vào trong cái tuần mà Chúa Thánh Thần.